Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Cường sẽ review chi tiết hai cái bộ micro Shure UR24S và UR24D quý anh chị nhé. Thì như hôm qua Cường cũng đã có chia sẻ rồi, thì cái bộ Shure UR là cái phân khúc cao nhất trong cái series micro analog của hãng Shure quý anh chị nhé. UR là nó analog quý anh chị ha. Thì đây mình có hai bộ rất là đẹp luôn quý anh chị này. UR24S là một tay quý anh chị nhé. Một tay và đang sử dụng cái đầu Shure Beta 87 trơn. Thì cái 87 trơn và này và 87A tiếng nó cũng ná ná như nhau. Thậm chí thì mình nghe mình cảm giác rằng là cái 87A cái 87 trơn này nghe nó còn dễ chịu hơn cái 87A kia luôn đấy. Một lát mình sẽ review hát thử cho mọi người chúng ta nghe thử ha. Đây. Quay vào thì nó sẽ không được chính xác lắm, tuy nhiên ngoài nhìn nó đẹp ha. Thì mình có chia sẻ ở đây nó dính cái miếng đất bụi chỗ này mình chưa có lau nè các chị nhá, mình quên mất ha. Nói chung thì cái bộ này về là do cái nắp dưới nó trầy quá cho mình đã thay cái nắp khác các chị. Thay nắp khác thì cái màu nó có vẻ nó hơi khác ở trên một chút xíu, giống kiểu là cái nắp dưới nó sơn nó mờ hơn một chút, giống kiểu là nó cũ hơn một chút á. Nhưng mà nhìn nó vẫn khớp y chang luôn ha. Đó, thì cái bộ này hiện tại Cường bán với giá rất là rẻ nhá. Giá thị trường bây giờ Shure tăng giá rồi quý anh chị nhá. UR bây giờ giá nó lên rồi nhá. Lên rất là cao rồi ha. Tuy nhiên thì mình vẫn bán với giá cực tốt, đó là giá 18 triệu thôi quý anh chị nhá. 18 triệu là bộ bao gồm một cái receiver và một tay micro nhá. Sử dụng đầu Beta 87 trơn nhá, đầu màu đen luôn. Cái đầu là đầu nguyên bản của nó quý anh chị nhá, chứ không phải sơn lại đâu nhá. Đó, nhiều quý anh chị cứ hiểu nhầm rằng là sơn lưới, không phải đâu nhá. Đầu này nguyên bản của nó nhá quý anh chị ha. Cái đầu màu này thì cũng rất là hiếm ha. Đi lên cái tay này thì đẹp quá. Lát nữa mình sẽ lau lại cái tay. Nha, lau chùi lại cái tay nó dính đất. Chỗ này nó dính đất hơi chút xíu. Rất đẹp quý chị nhé. Không trầy xước ha. Có như, tất nhiên trầy thì một vài chấm nhỏ li ti thôi, không nhìn thấy. Còn cái UR24D thì cái cặp này quá hoàn hảo luôn. Trời quá đẹp luôn quý chị ạ. Cái cặp UR24D này thì quá hoàn hảo luôn nha. Cực kỳ hoàn hảo luôn. Rất đẹp luôn quý chị. Hoàn hảo. Cái này phải gọi là hoàn hảo luôn. Cực kỳ hoàn hảo. UR24D. 24D thì nó là hai tay nhá. D là đua quý anh chị nhá, đua. D là đua ha, đua là hai tay. Tay đẹp lắm, tay như mới luôn. Tay cực kỳ xuất sắc luôn quý anh chị. Đó. Đây cái đầu có một chấm nhỏ đây thôi này. Đó, thì cái bộ này giá 32 triệu quý anh chị nhá. 32 triệu đầu SM58 quý anh chị nhá. Đó, bộ đôi hai tay, đầu SM58 giá 32 triệu. Đó. 32 à. Sau này quý anh chị chúng ta thích nâng cấp đầu thì chúng ta có thể mua thêm đầu để chúng ta gắn vào thay đổi ha. Chúng ta có thể đổi chất âm bằng cách thay đầu micro ha. Chúng ta thay đầu Beta 87 hay là đầu KS19 gì vân vân. Rất là nhiều thứ để anh em chúng ta thay. Đó, đây là cái cặp tay của nó. Nói chung nhìn chung thì đợt này về được hai bộ này đẹp ha. Receiver cũng rất là đẹp quý anh chị này. Mặt dưới cũng không có trầy xước gì đâu ha. Một lát mình sẽ quay chi tiết. Mặt trên cũng thế này, rất là đẹp này quý anh chị ha. Đây là cái bộ đua này quý anh chị. UR24D này nhá. D. UR24D nó có trầy máy xước ngay ở trên viền này. Đó, đây nắp trên này không ảnh hưởng nhé. Khá là đẹp. Mình đã tháo sẵn nắp rồi để review ruột gan cho nó cho quý anh chị xem. Wow. Rất là khủng quý anh chị ạ. Như thế này thì đừng hỏi tại sao nó lại không hay ha. Cái này là cái model cao nhất của Shure trong cái series micro analog ha. Rất kinh khủng luôn, từ bộ nguồn cho tới tất cả mọi thứ. Thế này thì không hay cũng phí đúng không quý anh chị? Quý anh chị bỏ ra 18 triệu sở hữu cái bộ này rất là chất lượng. Và cái bộ này bây giờ trên thị trường có những đơn vị bán mà đầu 87 trở lên giá trên 20 ha. Đấy, nhưng bây giờ cứ bán 18 nha, đầu 87 trơn. Để một lát mình sẽ test thực tế luôn cho quý anh chị xem rằng là 87 trơn với lại 87A, 87C nó có khác nhau. Thậm chí mình nghe tiếng 87 trơn tiếng nó còn mềm mại hơn ha. Lát nữa mình sẽ test thử cho quý anh chị chúng ta nghe thử. Đây, ruột gan nó mới cáo luôn. Bên trong là mới toanh luôn quý anh chị ạ. Không có một hột bụi luôn ha. Hàng về chưa vệ sinh nhá, chưa vệ sinh mà nó đã như thế này rồi đấy. Không có một hột bụi luôn. Đó. Và mặt dưới này quý anh chị.
Mặt dưới không có một vệt trầy nhá, lưu ý là không có một vệt trầy luôn, xuất sắc luôn. Mình cảm thấy là xua cái phân khúc này nó đầu tư tất cả mọi thứ, từ cái vỏ cho tới linh kiện bên trong, cũng như là chất lượng tay micro, nó làm rất là kỹ càng. Hai cái bộ rack kit hai bên này bắt tủ rách, nó đầu tư rất là kinh khủng ha. Đó. Rồi bây giờ đây là cái mặt sau này. Đẹp lắm quý anh chị nhé, phải nói là đẹp lắm luôn. 18 triệu quý anh chị nhé, một bộ duy nhất á. Một bộ duy nhất thôi. Rồi bây giờ tới cái rack 24D quý anh chị này, 24D là hai channel nhé. Hai channel sử dụng cho hai tai micro. Đây. Lấy cái nắp ra. Đó, mình đã tháo ốc sẵn hết rồi. Nhẹ nhàng mình sửa cái này. Chưa vệ sinh nhá. Mình tháo ra không cần vệ sinh luôn quý anh chị. Nó đã sạch bom thế này rồi. Quý anh chị thấy ạ. Rất kinh khủng ha. Đẹp long lanh. Đó. Đồ cao cấp thì nhìn nó đẳng cấp liền quý anh chị ha. Nhìn đẳng cấp liền. Đấy, có nhiều có một thời gian nó có một số quý anh chị buôn bán hàng cũ ở Việt Nam ấy, có nhiều quý anh chị chúng ta thu lại micro cũng như là mua được thanh lý giá sale bên Mỹ, một số bộ giá rẻ về quý anh chị cứ bán giá trên trời dưới đất, có nhiều lúc bán rẻ kinh khủng lắm ha. Thành ra là quý khách hoang mang, quý khách cứ nghĩ rằng là nó rẻ, không phải rẻ, hàng chất lượng thì không bao giờ có rẻ nha. Đấy, mà nói thật sự luôn, hàng thì cũng mỗi lúc một giá, lâu lâu thì gặp seller người ta bán rẻ ha. Ví dụ bây giờ quý anh chị chúng ta mua một bộ micro mới về, ví dụ mua cái bộ này 100 triệu. Quý anh chị về dùng chán, quý anh chị bán thanh lý 20 triệu, người khác mua về người ta bán lên một chút xíu, một vài triệu, người ta lời một vài triệu chẳng hạn ha, 1-2 triệu gì đó chẳng hạn. Đấy. Hoặc là một số anh chị mua cái bộ micro 100 triệu về bán lại 40 triệu. Đó. Hàng cũ mà đúng không? Thì cái giá của nó không có cố định được, cho nên là nhiều quý anh chị chúng ta cũng nên cân nhắc về cái vấn đề giá, chúng ta đừng có đặt nặng vấn đề giá nhiều quá ha. Nó đôi khi hàng nó mắc hơn một vài triệu nó cũng chả đáng là bao, quan trọng là chất lượng nhé. Bên dưới không có vệt tày luôn quý chị, đẹp lắm luôn. Hai bộ này bộ nào cũng đẹp hết. Mình báo giá lại nhé. Bộ này hai tay micro đây, hai tay này thì đẹp long lanh không thể chê được này. UR mà đẹp thế này thì không thể nào chê được quý chị nhé, không bao giờ chê được. Tay đẹp trên 90%, tay phải nói là rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái bộ đôi này giá 32 triệu quý anh chị nhé. Sử dụng đầu SM58 nhé. Đó, receiver của nó đây. Còn cái bộ đơn này một tay nhé, giá cực rẻ 18 triệu thôi. Đó, đầu nguyên bản nó, đầu rin màu đen luôn, Beta 87 luôn. Rồi bây giờ Cường sẽ gắn nắp vào và Cường sẽ test thử chất âm của hai cái bộ này luôn quý anh chị nhé. Test cả hai bộ luôn cho quý anh chị chúng ta nghe và so sánh thử chất âm của nó luôn nhé. Hello mọi người, và bây giờ thì Cường đã tiến hành cắm nguồn và bật hai tai micro của hai bộ mic lên rồi quý anh chị ha. À, mỗi bộ một tay. À, cái bộ E24S thì chỉ có một tay thôi ha. 24D thì hai tay, mình đã bật nguồn một tay rồi. Thì mọi người nhìn thấy á, nhìn rất là hầm hố, rất là chuyên nghiệp nhé. Đây là cái sản phẩm cao cấp quý anh chị nhé. Ha, những cái model cao cấp. Thì mình đã bật nguồn lên rồi. Đó. Lúc nãy có quay chi tiết rồi thì bây giờ quay lại một lần nữa cho quý anh chị thấy. Bây giờ thì mình dùng cái điện thoại iPhone quay nhá. Lúc nãy thì quay bằng cái máy quay ha. Đó, mấy cái chỗ này nó dính bụi đất rồi, mình chưa lau nữa do bụi lắm. Về chúng ta lau đánh bóng này là sạch thôi ha. Sạch bong như mới ngay thôi. Đó, đây tay micro này. Tay micro thì mình đã lau rồi ha, đã vừa lau xong rồi. Tay này vừa lau xong rồi, vừa lau dầu xong rồi. Đó, rất đẹp quý anh chị nhá. Đây. Bộ đơn một tay đầu 87 trơn thì giá 18 triệu nhá. Còn cái bộ đôi của anh chị này, đó, đẹp long lanh luôn ha. Bộ đôi này 32 triệu này. Mình đã bật nguồn một tay này ha. Thì mình tắt bớt đi ạ. Mình test thử cái bộ đơn trước đã nhá, bộ đôi mình test sau. Tắt đi. Đó. Ngoài ra là mic nhiều lắm nhá. Đấy, bên kia này kìa, quá trời luôn, một đống kia kìa. Ha, còn mixer nữa nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test thử chất âm của hai cái bộ mic này cho quý anh chị chúng ta nghe qua nhá. Đây, quay phía sau này, trước khi test thì quay cái phía sau cho quý chị xem mình đang cắm dây như thế nào luôn này. Đây, mình đang cắm một cái bộ đơn thôi nhé. Hát xong bộ đơn thì mình sẽ rút xuống bộ đôi nhé. Hát xong bộ đơn thì mình sẽ rút xuống bộ đôi. Và cho quý chị xem cái đường micro. Mình low cut 80Hz và EQ mình để flat nha. Mình lấy âm thanh trực tiếp nhé. Đây, master thì để flat luôn ha. Đó, ok. Không chỉnh trọt gì hết đâu nhé. Không có bùa phép gì đâu nhé, quý chị an tâm nhé. Đây, mình đang cắm nguồn link từ cái bộ này lên bộ này này. Đó, link hai bộ lại với nhau. Ok.
Hello mọi người, và bây giờ thì mọi người đang nghe Cường đang nói ở trên cây micro Shure UR24S sử dụng đầu Beta 87 trơn quý anh chị nha. Cái bộ này thì đầu Beta 87 trơn, đầu màu đen luôn, đầu màu đen nguyên bản quý anh chị nha, và có giá 18 triệu. Sau đây Cường sẽ test thử cho quý anh chị chúng ta nghe chất âm của cái bộ này với một cái đoạn nhạc, một cái đoạn vocal trên ca khúc Một Thuở Yêu Người. Rồi bây giờ Cường lên nhạc này quý anh chị. Tại vì nghe quen một bài nào đó thì mình sẽ dùng một bài test cho nó tiện quý anh chị ha. Lê 6 7 hê 5 6 7. Lê 6 7. Tiếng cảm giác rất là mềm, rất là mịn nhé. Chưa thuộc lời quý anh chị. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chia cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ xiêu nhau lối đi về. Ở đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời, càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chia cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ. Ok, một khúc vậy thôi. Rồi, quý anh chị chúng ta vừa nghe thử chất âm của cái bộ micro Shure UR24S sử dụng đầu Beta 87 trơn quý anh chị nha. 87 trơn, không phải 87A cũng không phải 87C mà đó là 87 trơn quý anh chị nha. Bộ này có giá 18 triệu, bao gồm một tai micro và một cái receiver quý anh chị ha. Rồi, tiếp đến mình sẽ test thử cái bộ có giá 32 triệu bao gồm hai tai mic sử dụng đầu SM58 và cái receiver nó đây quý anh chị ha, cái dưới cùng này quý anh chị nha, UR24D. D là đua, đua là hai tay quý anh chị nha. Rồi bây giờ thì Cường sẽ rút cái dây tín hiệu từ cái bộ này và cắm xuống bộ bên dưới quý anh chị ha. Lê lê 67 hê 567. Rồi ok mọi người, và bây giờ thì Cường đang nói ở trên cây micro Shure UR24D sử dụng đầu SM58 quý anh chị nhé. Và bộ này có giá 32 triệu. Review micro mà báo giá miết thôi quý vị. Nói chung là bán hàng mà mình sẽ báo giá rõ ràng để cho mọi người khỏi thắc mắc nhé. Và nếu mọi người muốn biết chi tiết hơn thì cứ alo. Và sau đây thì Cường sẽ test thử chất âm của cái bộ UR24D sử dụng đầu SM58. Và quý anh chị lưu ý rằng là 24D và 24S thì tất cả nó như nhau. Nó chỉ khác là 24D nó sẽ là hai tay micro quý anh chị nha. Và ở đây cái sự khác biệt là đang gắn cái đầu SM58 nha. Thì cái giá thành nó rẻ hơn cái đầu Beta. Rồi mình sẽ cho nhạc quay trở lại từ đầu nhé. Hát ngay đoạn đầu luôn. Đó, lên nhạc bằng nhau. Rồi lên reverb. Y như cũ nha, đầu SM58. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó,
mộng đẹp bỡ ngỡ siêu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ok. Rồi mình test thử mỗi bộ test một khúc vậy thôi, quý anh chị nhá. Thì có nhiều quý anh chị chúng ta cứ nói rằng là cái đầu SM58 hát nó nặng, nhưng thực tế không phải đâu ha. Nói chung là mỗi đầu nó có một cái chất âm khác nhau riêng. Tuy nhiên thì mình cũng công nhận rằng là đầu SM58 nó hơi nặng thiệt, tại vì tiếng nó rất là dày và nó rất là khó vỡ tiếng quý anh chị nhá. Nó rất là khó vỡ tiếng. Tuy nhiên nếu mà mình hòa trộn với là effect phù hợp thì chúng ta hát cảm giác cũng rất là nhẹ nhàng. Phải nói là trong các cái đầu su á, thì đầu SM58 là chất âm của nó chuẩn nhất đấy quý chị. Nó rất là chuẩn nha. Các ban nhạc trên thế giới thì hiện tại người ta dùng SM58 cũng khá là nhiều. Đặc biệt là các ban nhạc rock ha, người ta dùng đầu SM58 để gào thét thoải mái. Nó không có bị vỡ tiếng mà khi mà chúng ta lên cao trào quý chị ha. Rồi báo giá lại lần cuối. Bộ Sure UR24D là hai tay nha, hai tay micro sử dụng đầu SM58 có giá 32 triệu. Và bộ Sure UR24S sử dụng đầu Beta 87 trơn có giá 18 triệu, cực rẻ luôn quý anh chị nha. Mọi thứ chỉ có một bộ duy nhất và tất cả hàng đều đẹp. Nếu quý anh chị quan tâm và muốn ủng hộ Cường thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Và quý anh chị chúng ta cũng có thể kết bạn Zalo với số đó quý anh chị nha. Chúng ta kết bạn Zalo để biết chi tiết hơn, chúng ta trò chuyện nó dễ dàng hơn nha. 0946734646. Và bây giờ chào quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị vào một cái video tiếp theo. Mình sẽ test cái bộ micro có giá 58 triệu, đó là micro Sure ULXD24D. Đây là đua là hai tay micro nha. ULXD quý anh chị nha, có giá 58 triệu, sử dụng hai đầu Beta 87A. Bây giờ quý anh chị nhớ đăng ký kênh của Cường để đón xem các video tiếp theo.